pick. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với buổi stream và bình luận của PPL Studio trận đấu những khuôn khổ giải Hyper League D Hyper D2L Season 5. Trận đấu giữa đây là trận đấu trong khuôn khổ ở đây không, trận đấu này là trận đấu thì phải nói là chung kết nhanh thắng giữa Virtus và Pola và team LV Gaming. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ là đội được đánh trận chung kết tổng Grand Final bo năm cách đây và cách ngay sau đây tầm độ khoảng chục tiếng nữa với cái kiểu delay của giải thế này. Còn đội thua thì sẽ phải đánh một trận chung kết nhánh thua. Ta sẽ cùng đến với ban pick của hai team. Bên phía team Virtus Pola FNG, hai cái lượt ban đầu tiên đó là ban vào vị trí của con Lincoln cũng như là Jackanak. Trong khi đó thì bên phía team LV, Inflame quyết định ban đi AA và Speedbreaker con Barathum. Wow, tại sao lại có thể... Ông nghĩ sao về lượt ban Bara này? Barathum bởi vì là trong buổi sáng ngày hôm qua thì FNG đã chơi rất thịnh. Kiểu FNG rất hay pick con Barathum này để dành cho Mark chơi ở vị trí offlaner để gọi là đi gank hỗ trợ team. Thì nhớ. Có lẽ là LV Gaming họ không muốn kiểu có một con này. Với việc là Barathum bây giờ cái skill 1 của mình chả khá là hay. Cooldown chỉ còn 12 giây, thời gian khá là ngắn. Nó sẽ giúp cho được cái khả năng gọi là khả năng combat global, khả năng gank global các kiểu. Còn bây giờ thì ta đứng đến lượt pick. FNG quyết định pick cho mình bộ đôi V của Full Spirit cũng như là Puck. Trong khi đó thì LV pick cho mình con Brewmaster và đây là lượt pick thứ hai trong phía team LV. Sẽ là một thành niên gì đây? Không hay rồi, để LV pick con Brewmaster thì không hay chút nào. Và đó là Lick cho bên phía team LV. Lượt pick Park này sẽ dành cho DK Phobo để đánh ở vị trí mid cao trở lại con Full Master. Nhưng mà tôi nghĩ rằng con Park đầu game thì ok, nó có thể có cái đẩy off và harass máu được Bru. Nhưng mà Bru có thể trụ lane được với việc là Bru sẽ lên được bottle sớm thôi. Chắc chắn là Lick sẽ đi ra mid đầu game để dùng cái skill 3 làm giảm cái lượng kinh nghiệm hit được đến từ Park. Còn trong lượt ban thứ 3 này thì LV Gaming họ đã ban ra con Drow rồi. Một ban chuẩn xác luôn, tránh việc là bộ combo ấy chính là VS Drow và Visage phút nhà đến từ của VP Pola. Nhưng mà VP Pola tôi ít khi thấy VP họ chơi cái bài đấy là phút nhà này lắm, cực kỳ ít luôn. Thì thực ra thì cái bộ này nó có nhiều kiểu nó đánh nhau combat cũng khỏe mà put cũng ghê. Nói chung thì ban là một cái ban gọi phải gần như chắc chắn rồi. Khi mà nhìn đến VS thì gần như chắc chắn là sẽ ban Drow. Lượt ban thứ 3 bên phía team Pola, mình nghĩ sẽ là ban được một con tiếp tục của ban đó, sẽ là ban một con support thôi. Lại ban được một con co ở đó để ban đi Doom. Sao không pick Doom nhỉ? Mà lại ban Doom nhỉ? Bởi vì Doom là một trong những hero có thể counter lại tất cả các hero còn lại luôn. Kiểu tất cả các hero trong Dota, bởi vì Doom về ulti của mình khóa hết mọi skill và khóa hết mọi item trong vòng 15 giây. Nếu tôi nhớ không nhầm. Cực kỳ bá đạo luôn. Cũ rồi mày, cái đấy cũ rồi. Đấy là khóa hết mọi các skill rồi. Còn passive thì không khóa nhá, đấy nhá. Đó, đấy, đúng nhá. Sau khi update thì passive sẽ không bị tác động bởi Doom. Nhưng mà nếu Doom lên trượng xanh thì sẽ khóa thôi. Nhưng mà thường thường đặt cái skill Doom này thì đã bá sẵn rồi. Còn bên phía của LV Gaming thì họ bắn ra con Slug của Illidan. Một trong những hero được đánh giá chơi khá là hay bởi anh. Nhưng mà theo như tôi nghĩ ấy, thì nó vẫn còn một cái bộ combo mà bên phía team Pola họ cực kỳ mạnh. Đó là Magnus được cầm bởi Mark và Ian sẽ cầm cho mình con Medusa. Bộ combo Magnus Medusa phải nói là thương hiệu của Pola luôn rồi. Thêm con Puck có thể hỗ trợ cho con Magnus RP đẹp. Nhưng mà nếu đánh Medu ở đây thì không hay cho lắm, bởi vì LV Gaming họ đang hướng tới một đội hình cơ động và đẩy combat. Kiểu muốn combat với việc có Bru và có Lick ở đây. Hai hero này cực kỳ kiểu là có thể snowball được luôn. Nếu mà để họ kiểu là cái gì nhỉ? Để nó có được cái những lợi thế đầu game của mình thì không hay một chút nào cả. Phải suy nghĩ khá lâu. Và đó là ban đi OD. Sợ con OD của Mushi và ban luôn. Một cái pick khá là nhanh. Đó là đắc rồi cho FNG. Chắc chắn là như vậy, nhưng mà liệu pick đắc rồ ở cái thời điểm này có quá sớm hay không, khi mà LV họ hoàn toàn có thể pick cho mình con X để có thể counter lại con đắc rồ.
với cái chặt đầu của mình, chặt xuyên cả cái bộ bất tử của cái grave của Ragdoll luôn. Liệu có là pick X hay không, hay là đây là một cái pick của Polar, một cái pick dụ cho bên phía team LV họ pick X. 10 seconds remaining. Như vậy thì FNG mẹ đúng là mắc hack não. 5 seconds remaining. Reserve time. Vãi cả, thanh niên hỏi giải này bao tiền. Đây 100.000 đô này. Tôi không biết. Đây. Tổng hiện tại nó mới chỉ có tầm, cái này là 59.000, với chỗ này 9.000 tiền bán vé là tầm độ khoảng 68.000 tổng giải thưởng. Thì chắc đội win chắc chỉ được tầm 30.000, 30-40.000 là căng đét Shimoda rồi. Nhưng mà nên nhớ thì họ đang đánh ở Las Vegas, có thể cầm cái 40.000 đấy quất một ván rồi có thể x2 x3, thậm chí số tiền thưởng có thể lên vượt hơn cả TI. Lion. Một lúc đam rồi. Nghe chừng thì bộ đôi support của LV khá là mạnh. Radiant team pick. Bộ đôi support của LV khá là mạnh với Lick cũng như Lion. Nhưng mà bộ đôi này mỏng quá so với của VP Polar là có con Bushback này. Thực sự thì nó không cần thiết cho lắm khi mà Lick với Lion chỉ cần đứng sau cover thôi. Nhưng kiểu con Lion có cái bộ disable cực khủng rồi. Để cho Brew lao lên trước, bắt đầu đứng sau nhảy múa. 10 seconds remaining. Như ai có xem stream sáng nay thì phải, thì có thể thấy được rằng Inflame cầm Alliance hay thế nào. Hay đến cái độ mà bên phía team LG ngay game thứ hai phải ban ngay lập tức ban con Lion của Inflame. Anh cầm Blink ra vào combat cực kỳ chuẩn luôn. Hai, Weaver, Pick 2 rồi. Một hero khó chết với khả năng sử dụng chỉ của mình và ulti time lapse lại. Một pick 2 đến từ bên phía của LV Gaming. Ban cuối cùng này bây giờ phải ban ra một offlaner. Thực sự mà nói thì cái bây giờ thì VP Polar phải ban ra con Timber. Cái ban là Timber. Cái pick vừa rồi của bên phía team LV phải nói là hay, với việc mà bên phía team Polar họ không có quá nhiều sable, chỉ có một cái stun đến từ phía VS cũng như là một cái silence của Park Rimcoin thì nó không đáng là bao, nó không phải gọi là một cái gì đó quá to tác. Một cái pick khá là hay đến từ phía LV. Sẽ lượt ban thứ 5 cho bên phía Polar, sẽ là ban là một con offlaner, một con khả năng tăng. Mình chưa thấy tôi nghĩ còn này. Sen này, vẫn còn sen to cũng Timber. Như là con thai Timber. Này. Timber không phải ban Timber. Ủa? Đấy, ban Timber chuẩn luôn. Tôi biết mà. Bởi vì Timber một combo VS Dazzle Brick là vứt, và BB cái skin bar của nó sẽ không có tác dụng với Bristol với Timber, bởi vì Timber là toàn damper thôi. Thì BB rất sợ Timber luôn. Nhưng mà Timber là chuẩn bài rồi. VP Polar phải ban Timber. Còn bên LV Gaming thì họ phải ban ra một theo tôi đoán rằng đấy là một hero đi ở vị trí offlaner. Nhưng mà LV thì họ lại ban ra Naga chống Rat à? Vâng. Họ sợ bị Rat auto rồi. Vâng. Đợi Cute đoán xong thì nó ban xong rồi. Lượt pick thứ 5 cho bên phía team Polar, và sẽ là một con, phải chăng là một con hard carry, hay là để Park đi offlane nhỉ? Park đi offlane được cầm bởi Mark, BB sẽ đi đánh carry và sẽ là lượt pick vào vị trí solo mid cho DK Forbot. Hay là Park sẽ được để đi mid, Bitter Break sẽ đánh offlane và một con hard carry cho Illidan. Reserve time. Maybe. Got it. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Rất nhiều lựa chọn đến từ bên phía team. Và đó là Night Stalker. Vậy là Radiant Eden sẽ pick. Cầm Beetle Back. Mark cầm Puck rồi.
và để cho DK Forbot cầm là NS. Nà. Bảo mà, không phải pack đến mid đâu. Bây giờ đến lượt pick offlaner cho bên phía LV. Sẽ là pick con gì cho DDC ấy? Đúng nhỉ? À đâu, DDC là 10 seconds remaining. DDC offlane đi vậy. Đừng hỏi tôi. À đâu? Không, Ohio offlane. Ohio offlane. Ohio offlane đúng nhỉ. Reserve time. Ohio offlane. Nhưng nói chung là sẽ là pick một con offlane con gì để có thể đi được cả cái chip lane vs đắc đồ cũng như là Beetle Break. Bây giờ họ cần một hero có thể gọi là cùng tôi nghĩ là cùng với nục đam, đó là rớt cho bên phía team, rớt cho bên phía team LV. Ôi, vậy là Brewmaster trận này được cầm bởi Ohio á, đi off à? Vậy thì Zeus được cầm bởi Musi đi mid à? Nhiều khả năng sẽ là như vậy. Zeus sẽ được cầm Zeus đi mid solo với cả DK Forbot cầm Puck. Phải chăng tôi đã bảo rồi. À? DK Forbot sẽ cầm Puck mà. Con này là một trong những con mà DK Forbot hay cầm để đi mid mà. Nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn không thích con Puck đi mid cho lắm. Khá là phế ở cái thời điểm lên game. Puck đi mid thì hơi sợ với Zerg bởi vì Zerg có khả năng spam. Nhưng mà Puck có việc là Puck nếu tinh quái thì có thể lên cho mình cái Magic Wand và thêm một chút máu nữa. Ok, bây giờ ông có thể tự bình luận được rồi nha. Tôi lại bắt đầu đứng như tượng rồi đấy. Nghe như kiểu mình đang học việc ấy. Thôi ta sẽ cùng đây hổng qua line up của hai team. Bên phía team LV đó là Infame sẽ cầm cho mình con hero. Mình nghĩ là sẽ là hero tủ trong tương lai của Infame đó là Lion. Trong khi đó thì DDC sẽ cầm Lick, Ohio cầm Brewmaster, thanh niên Giang sẽ cầm Weaver và Musi sẽ cầm Just Dimit. Còn VP Pola họ có là FNG chơi VS, Ideal Strongmate BB, Demon sẽ cầm Dazzle, một trong những hero mà sáng ngày hôm qua thì anh đã chơi khá là thành công, gọi là tròn vai. DK Facebook của mình đó là Night Stalker và cuối cùng Mark cầm Puck, vậy là đã có một vị trí swap khi mà DK bây giờ gọi là lúc pick thì DK Facebook cầm Puck nhưng bây giờ họ đã swap ngược lại. Ông thấy chưa, tôi bảo đã swap mà, rồi. Tôi bảo là Mark sẽ cầm Puck mà. Ở đây có một tình huống stick cả 5 thành viên đã đến từ bên phía team Vitus và Pola. Chỉ cần một cái ló đầu ra của thanh niên Weaver thôi cũng có thể lên bảng. Chuẩn bị khá đầy đủ. Không có đớt, không có dám, không chân chi. Really? Giang đang đi xuống bot. The battle begins. Vậy là sẽ không có đấu Trillian rồi. Khi mà bên phía team LV họ sẽ để cho Trillian mình ở bên dưới bot, trong khi đó thì Trillian của bên phía team Polar là ở trên top. Đâu, Lick DDC đang đi cùng với Ohio, phải chăng là bên phía team LV họ quyết định đánh cho mình một cái kiểu gọi là đua lane chăng? Đua lane 2-1-2. Kèo mid này là kèo giữa Zeus và thanh niên NS chứ không phải là Zeus với Puck. Có bạn ngoài kênh chat bảo ông nói mic hơi bé vậy à? À, thì bây giờ nói cứ à sáng ngày bị kêu bé thành ra là vặn nhỏ nó mic xuống. Ờ đấy, chương trình mắc lên cho nó to. À, mắc cái nhớ hết cỡ rồi đấy. Tên này là hết cỡ rồi. Liên tục có những màn gọi là spam đến từ thanh niên Musi. Nghe chừng DK Forbot không ngán khi mà có đã mua cho mình một cái Magic Stick ở đây. Ôi, hổ báo luôn. Đi vào khu vực của bên phía team Bola luôn. Bây giờ Eden đang đi ra, có một màn nhả gai ra. Tiếp tục đấm tay. Thế đi về. Trao đổi chiêu thức một tí thôi. Bây giờ là tôi sẽ ngồi xem kênh stream và bình luận. Ờ,
Bây giờ thì Focus và DC khá là linh tinh. Mỗi thằng đánh một tí, mỗi thằng đánh một tí. À, có một tình huống slow, slow được thanh niên O2 rồi. Nhưng rồi làm gì, dậm nhảy của O, dậm xuống của O2 để có thể ăn được con creep. Và ai cả trưởng, tôi nhìn ở trên cái minimap, nhìn cái màn hình của ông nó nhảy từ rune top sửa ra mid luôn. Vãi cả nhảy. Tôi chỉ thấy là thằng rớt nó đang đứng ở trên cái đồ đi xuống xong nó nhảy ra luôn luôn. Sau đấy nó nhảy ra mid luôn. Hiện tại là tôi chỉ dám để hình ở mid thôi. Đang di hình. Bên phía cao cả một cute ra gọi là kiểu di ảnh thuật đấy. Di ảnh thuật của Naruto. Đang liên tục có những cái màn spam skill đã đến từ phía thanh niên Mushi. Hiện tại thì người farm đầu bảng không khác chính là Mushi với 15 con creep. Giật cả skill 22 vào đầu của Dekabot, có một tiếng slow. Slow để ăn creep. Lúc đạp ăn creep. Cái len trên top này các thanh niên vẫn kiểu cứ kiểu dứ nhau. Đánh không dám đánh mà nói chung thì cái kèo là đánh nhau cũng khá là khó. Liên tục có những màn phá đến từ phía Ohio nhưng không thành công được. Một tình huống nhợ rộng để có thể ăn được con creep. Có slow được thanh niên O2 ngay lập tức đi mình cũng bị slow gaming. Trong khi đó thì Inflame đang giúp rừng, sẽ là một tình huống ra bắt mark có Tsukuchi để harass máu của Mark. Sẽ một màn móc trong khi đó thì có first blood trên tôi. Bây giờ tiếp tục đến cái màn giết Mark thôi. Hack được Mark rồi, sẽ là stun đe giết được cái mạng của Mark. BB bây giờ vẫn tiếp tục hổ báo đuổi theo DC, chỉ cần một cái nhổ gai nữa thôi là DC sẽ chết. Một mạng cho thanh niên Eden. Trong khi đó TP ra của Ohio cắn luôn bình sữa, đang cố gắng chạy đi. Ở đây thì rớt cũng đi ra nhưng có FNG đang đứng chặn, có stun rồi, mình quay lại đấm luôn. Có slow ra đến từ VO2 giờ ở thanh niên Mushi có cho mình grun hết và ăn được cái mạng của thanh niên Eden. Của tôi bây giờ thì mới hiện chữ first blood. What the hell? Chết lắm mạng, đánh nhau chết lắm mạng. Thì ai first blood đây? First blood hình như là tôi chẳng nhớ. Đi này. Lúc ấy tại đang lia cam xuống dưới thì loại first blood bên trên. Bây giờ mình còn đang có dấu hiệu bị tụt FPS. What magic is it? Tiếp tục có Tsukuchi lên, harass thẳng vào mông của Mark luôn. Tiếp tục có mid kill đến từ phía caster. So fucking noob. Đó là cái mạng của Lion. Mình nghĩ là kiểu mà rớt ra thanh niên Lion ra mid để có thể ram được thanh niên DK Forbot, nhưng không ngờ MNG cũng di chuyển ra và giết được cái mạng của Lion. Khi đó tiếp tục đánh nhau. Mình nghĩ sẽ tiếp tục đánh nhau đến từ bên phía lại lèn top này khi mà các thanh niên đều có được cho mình một số item nhất định. Có dậm là gì để ăn creep. Mình nghe tiếng TP, VS, FNG đã đi xuống rồi. Phải chăng là muốn bắt cái mạng của thanh niên Ohio đang bú bình. Cắm cả một con mắt xuống để có thể control được cái map tốt hơn, nhìn thấy được cái di chuyển của Ohio. Ở đây có một cái senchi của DC ngăn không cho Demon có thể lùa cũng như là pull cái cam này nữa. Liên tục những cái màn nhả gai ra để harass đến từ phía của Eden. Hiện tại thì người farm đầu bảng lại chính là DK Forbot với 30 con creep. Nhưng mà ngay sau đó là ba thành viên của bên phía team LV. Đó là Jack, đó là Mushi và đó là Ohio. Ở đây có rune, đó là rune DD. Rune DD cho Brewmaster. Phải chăng có an mạng rồi. 66 mà nhân 2 đó là 132. 132. Ui giời, ulti luôn của rớt giết được cái mạng của Park bên dưới bot. Trong khi đó thì DK Forbot đang bị focus vào với cái Tsukuchi của thanh niên Weaver. Yes, hết lag rồi. Ping số còn 200 và
kiểu 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 như có cát mà như không, mình như kiểu liên tục cái này. Bây giờ tiếp tục quay trở lại top để có thể đi lane này, gọi là đi lane với cả Muzi. Tôi bắt đầu hết lag rồi, tôi có thể bình luận được rồi. Yes, yes. Somehow it's work. Bây giờ là có một pha đi ganh ra đến từ của VS, nhưng mà ở trên này thì có một con mắt rồi. Muzi không chết được với việc là FNG đi roam là fail. Theo tôi nghĩ trong phòng vừa rồi thì VS nên cầm một cái smoke thì hơn, chứ không nên đi ra lẻ thế này. Việc là họ chắc chắn là họ sẽ hiển nhiên là đoán được rằng là có một con mắt ở mid để bảo kê cho Muzi ở mid rồi, thì không nên đi ra lộ liễu như vậy. Rồi cam xuống đi luôn, đắng easy 50 gold easy. Ô mid mid thổi tốn mana, tốn mana vẫn chưa. Thường thường ở những thời điểm đầu game thì giật set, dù đập set ra nhưng mà cái lượng đam cũng đủ. Có một tình huống búp máu ra để trừ trừ máu của O2, tiếp tục dí theo một quả vẩy ra và giết được cái mạng của thanh niên O2. Bây giờ tiếp tục dí theo DC, một bắn nữa thôi, một bắn rồi DC lên ba TP về đến từ FNG. Ở đây có một cái TP xuống, TP của Lion nhưng muộn rồi. Với việc mà anh đây là cái TP thứ hai và trụ thành ra là delay đuổi theo nhưng không kịp. Ở đây thì ulti ra của DK Forbot nhìn thấy được Muzi rồi làm sao, silent được Muzi rồi làm sao, take lại một stun đen sẽ là nút đàm ra đến từ phía rớt không còn nhiều mana, quyết định cho đi chẳng có một giật skill 2 và rồi tiếp tục đuổi theo. Không thể đuổi được khi mà đang ở đêm thì con NA này nó chạy nhanh thế này thì bắt làm sao. Có rune hết cho thanh niên Weaver sẽ là lên trên top để giết người. Chắc chắn là như vậy. Ở đây có Demon, Demon không có mana nhưng có cho mình một cái ma, có 5 trang có Majestic. Dí theo, bỏ thả cả bọn ra, đứng lại TP luôn, đứng lại TP luôn, không phải ngại ngùng gì cả, sống rồi. Rồi là hết lag rồi. Đem hút cần hả? Mình confirm là vừa mới vào nhà vệ sinh quay tay hút cần. Đến từ phía Cute. Đâu rồi? Với kiểu này thì Full Master lên cái bờ linh sớm rồi, sẽ là Rush cái bờ linh sớm cho anh. Con BB này thì bây giờ BB đã có cái Vanguard thì siêu trâu máu và Full Master phải cực kỳ cẩn thận và kể cả Lick cũng vậy, bởi vì chỉ cần là BB của Illidan anh tăng được một điểm slow rồi thì lick phần trăm chết của anh sẽ cực kỳ cao luôn. Thực sự thì cũng không cần cho lắm khi mà có được cái slow đến từ phía Demon rồi. Thậm chí thì nếu mà tình huống di chuyển ra của VA sẽ hoàn toàn có thể bắt được một trong hai thanh niên. Giả dụ là như ông muốn solo kill ấy thì không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào cho support nữa, và cũng có thể là kiểu không phụ thuộc quá nhiều vào qua đó để kiểu support có thể đi hit level cho mình và đi pull cam nữa. Lợi thế hơn thì có thể tăng một điểm slow và BB viết điểm slow đầu tiên cũng khá là lợi thế. Cái việc là slow đấy sẽ mỗi lần dính slow thì sẽ bị trừ đi một giáp nữa, khá là khó chịu. Và BB đang hướng tới cái kiểu đồ là trâu máu rồi, giấy cheat, Vanguard. Nếu mà lên được cái Mechan PP nữa thì không khác gì một cỗ xe tăng luôn. Muzi hình như quyết định lên cho mình một cái gậy lốc. Gậy lốc EU Scepter. Gậy lốc cho Muzi. Ulti ra của thanh niên rớt nhưng để làm gì? Phải chăng chỉ để scout map? Có lẽ là nghĩ rằng là họ kiểu là nghĩ rằng là mid con Puck và VS thì họ nghĩ rằng là sẽ có một smoke để bắt Weaver, nên là rất quyết định dùng ulti để bảo kê cho Weaver check hàng xem là đang có smoke hay không. Nghe đấy chừng là... thì đấy là một cái ulti hơi fail. Dù sao thì cũng có một chút tác dụng, đó là biết được vị trí của các thành viên bên phía team Polar họ đang ở đâu. Ở đây đang solo kill đến từ phía Muzi cũng như là thanh niên DK Forbot, nhưng mà thôi đi về. Mạnh ai người lấy lo. DK Forbot có được cho mình cái rune regen, mắc tự tin luôn. Hết máu bấm rune regen, xong lại full bình. Lại quẩy tiếp. Hiện tại trời sáng nên là NA cũng khá là khổ so với Zeus. Network bây giờ đứng đầu bảng đó là Muzi với 4k5. BB ở vị trí thứ 2 với 4k. Weaver cũng 4k ở vị trí thứ 3 và cuối cùng vị trí thứ 4 với NF với 3k6. Netcode chênh lệch thì bằng 0 luôn, mặc dù là sau 11 phút rồi, nhưng mà netcode là gần như là không có. Kinh nghiệm cũng vậy. Có bấm ulti ra đến từ bên phía DK Forbot, đấy có cả smoke, phải chăng muốn bắt vào thanh niên Weaver hay không? Với việc mà có cho mình cái silent thì hoàn toàn có thể bắt được Weaver, vì Weaver khá là ít máu, 900 máu, chịu được bao nhiêu nhật.
mất smoke rồi, mất smoke nhưng mà hoàn toàn FN không biết rằng cái mất smoke của anh là do đi quá gần Lion. Đi quá gần Lion. Mất smoke. Chơi tỉnh đòn phết, chơi tỉnh đòn. Giang, Giang với Lion chơi tỉnh đòn quá. Vừa thấy mid con NS cái là lùi luôn. Thì NS ulti xong rồi miss thì đương nhiên là phải noob đi rồi. Nó gank Weaver lên BKB rồi. Weaver đã mua cái off club đầu tiên. Thằng BKB chóng nhau. Đập set ra. Không thấm luôn. Đập set không thấm BB luôn. Với việc là BB đang chồng bông lại. Khó, BB giờ noob đạm rồi. Chết BB cũng là cả một vấn đề. Một K3 máu. Thêm cả Vanguard, thêm cả một cái cheat để strang. Sắp có đột biến rồi. Khi mà Brewmaster đã có blink cho mình một đường vẽ chiến thuật đến từ của DK Phobos vẽ xuống dưới. Vậy là họ cũng đang muốn dồn lực xuống dưới từ cả hai team. Khi mà Lick đã được vẽ chiến thuật và họ rất liệu vẽ rằng đó là NS sẽ đi chạy xuống đường đó. Và lập tức là Brewmaster cũng đã đi xuống bot luôn. Họ sẽ bait ở đây. Họ sẽ bait hàng. Đẩy Orc ra. Thấy Inflame là chọc stun. Blink là dậm slow. Nói đi. Brewmaster phân thân quẩy DK Phobos đang bị rất ung tí tiếp tục nhưng mà bây giờ mang bị hack sợ. Cùng đó là con đang bị dính kiến rồi. Đẩy off ra nhưng mà Bác vẫn lên bảng đánh số trong cái đó lốc một Demon lên. Demon có cho mình cái hồi sinh cái bất tử nhầm. Bây giờ lốc VS lên và có mặt kết thúc. Vậy là có một pha combat gọi là hơi cái gì nhỉ, gọi là hơi focus lỗi từ bên phía của VP Polar khi mà họ định focus vào đầu của Lion nhưng mà lập tức là có sự hỗ trợ ra được của Brewmaster phần thân. Trong pha rồi thì Brewmaster đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, đó là lốc được con Dazzle lên, lốc cái con hero có thể bất tử bất cứu đồng đội và con đó có thể đủ làm để kết liễu được cái mạng của con Puck. Thực ra thì quả vừa rồi không hẳn nó không phải ở đây có một tình huống Tsukuchi đuổi theo, nhìn thấy đây em là có cả thả kiến rồi sẽ tiếp tục dí theo, tiếp có Tsukuchi tiếp tục dí ở đây đằng sau thì Mark đi ra đẩy Orc xin rồi làm gì, ở đây đang trong vòng vây của bên phía team LV có một mở ulti rồi đang cố DK Phobos đang cố gắng focus vào Inflame, một finger thẳng ở mồm của DK Phobos và DK Phobos cũng lên bảng chết cùng với cả thanh niên Mark luôn. Trong khi đó thì Weaver ăn được cái mạng của NS cũng park ở killing free cho Weaver rồi. Tiếp tục sẽ là Demon nhưng mà bây giờ Weaver hết mana rồi. Vậy chỉ là Harass máu dạ rồi một blink dậm slow. Demon còn có cho mình được cái bất tử nữa, Demon có thể đi về được. Trong pha vừa rồi thì bên phía của VP Polar họ đã quá lúng túng, mặc dù là họ đã gọi là vào thế gọng kìm và giữ chân được toàn bộ hero của bên phía của LV ở dưới cái chỗ chân đồi này. Nếu ông nhìn thấy cái đường tôi vẽ chỗ này, bởi vì họ đã gọng kìm được hai người ở đây và hai người ở đây, nhưng mà họ lại quá lúng túng và để Lick đập được cái tung ulti ra và VS chết ngay ở chỗ này luôn. VS đã chết ngay ở đây. Họ gọi là quá lúng túng trong pha vừa rồi từ VP Polar Androsan nhưng mà đã bị phát hiện ra rồi. Rớt có được cái full haste nhưng mà rớt từ lúc mình lên rồi chọc stun được hai người. Chạy rồi hay không thì không được. Ôi giời ơi. Mushi đã chết. Demon bị con Androsan nó tát chết. What? Chạy. Gặp lại. Chạy ra rồi sàn tát bát một cái đứng lại tát thêm cái nữa chết. Có bình hoàn toàn là bên LV họ biết được rằng là bên phía Polar họ đang ăn Roshan bốn chạc bốn chấm vào con Roshan thì sẽ ăn làm nhanh thôi, không có gì để có thể bán. Illidan kìa, Illidan hết mana rồi, máu không còn nhưng mà trong cái đó chọc stun lên DK Phobos một pha swap để cứu DK Phobos. Bây giờ đang hack được FNG nhưng họ lại đang focus vào đầu của DK Phobos với việc là Phobos đang quẩy có Weaver đấy, nhưng mà Weaver bị challenge và Weaver lên mạng điểm số. Đẩy off ra, tiếp tục sẽ là mạng của DDC hay không? Khi mà BB đã xả xuống rồi, Dream qua được thanh niên Ohio. BB dí được đầu của Lake nhưng mà ở đây thì Ohio bị focus bởi 3 thành viên dẫn đập công ty ra hỗ trợ nhưng mà để làm gì? NS, VS và Dazzle đuổi theo rồi, liệu có chạy đây không đây? Bấm stick lên và đang bấm bottle nữa, vậy là đã có được cái blink và có thể chạy được rồi. 1-2 trong pha vừa rồi dành cho bên phía của VP Polar. Thực sự là một pha họ mất đi đó là con carry của mình. Mình thấy hoàn toàn là bên phía team LV họ chủ động hơn. Họ chủ động hơn trong combat nhưng mà họ lại để thua. Khá là khó hiểu mặc dù vừa rồi đó là một tình huống combat 4v5 luôn. Khi mà Dazzle mới bị Rosa nó tát chết chưa kịp ra. Trong pha vừa rồi thì tôi nghĩ là Brewmaster nó gọi là hơi kiểu gì
hơi kiểu lao vào sớm quá khi mà con Roshan vừa nổ cái Protoss, Blink ra đây luôn, sau đấy dậm slow và phân thân ra. Mặc dù đã lốc được con BB, một trong những gọi là cái cỗ xe tăng lên và dí thẳng đầu của NS, nhưng mà việc là NS cũng là khá là một hero trâu máu, lực lượng máu của anh là 1500 và chưa kể giáp 8 nữa, Weaver và phân thân của Blue Master chưa đủ đam để kết liễu được. Và sau khi mà Weaver đã bị hết cái thời gian Sukuchi thì lập tức ăn cái Dream Coil và Sen đẩy off ra của Park chết luôn, không kịp làm gì cả. Musi bây giờ cũng pha đi gánh lên, thấy được NS rồi, đi về hay không đây? Chắc chắn là đi về rồi khi mà bây giờ trời đang sáng. Vậy là Illidan Strongmate sẽ lên gì đấy? Heaven hay là kiếm chéo? Tôi nghĩ là sẽ lên một cái kiếm chéo. Theo ông thì sao cái đó? Illidan à? Cũng khá là khó. Nhưng mà nhiều khả năng sẽ là kiếm chéo thôi, khi mà thời điểm hiện tại thì cái lượng đam tay đến từ phía Weaver nó không phải là nhiều. Không nhất thiết là phải là một cái Harbard. Sẽ là một cái kiếm chéo giúp cho BB có thêm được tốc đánh cũng như là một ít máu, mỗi thứ một tí. Và cái nào cũng hay. Weaver sắp có thêm được cái Flaking Bar rồi. Với việc có Flaking Bar sẽ chống được những DC 4 từ bên phía của VP Polar, những cái Dream Coil Silent của NS và cả của Park nữa. Vest Stun và Swap. Park cũng đã có thêm được cái Blink rồi. Lick đi ra phải cần cẩn thận cho vào này. Một nửa slow. Dạ rồi. Đứng tành luôn. Đứng tành luôn. Giật, giật không xi nhê. Giật không thấm luôn. Bật ulti ra đến từ phía thanh niên NS, nhưng rồi làm gì? Tiếp tục là Harad đến từ phía thanh niên Musi. Nhưng nghe chừng thì Eden không quan tâm cho lắm. Có búp máu ra đến từ phía đi ở đây. Dream Coil được cả 3 hero đến từ bên phía Mark. Tiếp tục có Focus, có tình huống thả Udi ra đến từ phía DDC. Nhưng kìa, Bu Vân Tử đến từ phía đang rồi. Giết được cái mạng của Zed, xong như cái mạng của Lion rồi. Sẽ tiếp tục có Focus bây giờ thì bây giờ đi lao ra, bật mấy cái bên đây. Chưa giết được ai cả, giết được Park rồi. Bây giờ làm sao, lốc được đặt rồi lên rồi. BB đang quay ra Focus vào cái trụ. Mặc kệ team và giết được cả cái mạng của VN cũng như đang rồi. Ăn được cái trụ nhưng rồi sao, liệu thì Eden có chạy không? Để cả Phúc Hồn đang đi ra, đang Focus vào DDC. Một blow và búp cả ơn vào rồi, tiếp tục vào cơn vào. Bây giờ sẽ là O2 khi mà O2 hết ulti rồi. IV Giang vẫn ở đây, vẫn chưa thèm về. Giang không có cho mình được cái BKB. Bây giờ sẽ phải chạy thôi khi mà con Weaver nó không có nhiều máu. Focus hơi lỗi của LV. Họ focus vào một người gọi là cỗ xe tăng và có cái hồi sinh, họ lại focus. Theo tôi nghĩ trong vào rồi thì sau khi họ giết được Somda rồi thì họ nên đi về, bởi vì Blue Master đã sắp hết hiệu ứng ulti của mình rồi. Và lúc đó thì Weaver việc là anh lên cái BKB thì anh cái lượng đam anh chưa có, thì chưa thể nào có thể bắn chết được BB cả. Thì họ đang đi về trong pha đấy và tránh việc, nếu mà họ đi về trong pha đấy thì Lick đã không chết rồi, nhưng mà họ lại hổ báo và qua đó lại làm cho Lick phải lên và Lick đã phải trả giá. Còn trước đấy thì Musi đã không kịp ulti ra, mà Musi lại dùng cái skill 2 của mình và định target vào đầu của Park. Nhưng mà Mark đã kịp thời phase shift đi và lập tức là Musi đã không bấm được cái skill 2. Quả. Có lẽ trong pha vừa rồi thì Musi đã không kiểu là Musi như là bấm target skill 2 đầu của Park thì phải. Thực chứ ra thì đất. Quả đấy là nó quá là bất ngờ đến từ bên phía team của Polar khi mà Mark lao vào, quả đấy quá bất ngờ. Khiến cho kiểu Musi không kịp chuẩn bị. Bởi vì tôi nhớ là Musi dính Dream Coil xong chưa chết và Musi đã tự lốc mình lên. Thế tôi nghĩ là sau khi lốc xuống, khi mà hết hiệu ứng lốc thì khi mà bị dính xuống thì Musi nên dùng ulti luôn. Bởi vì cái lượng máu của Musi lúc đấy là còn quá thấp rồi và team bên phía của LV họ không có gì để hồi máu được. Hoặc là cứu Musi được trong lúc đấy thì Musi nên tung ulti trước khi chết thì hơn. Điều làm ra cho combat và giúp team hỗ trợ được nhiều hơn. Đấy là một điều gọi là có lẽ trong vừa rồi thì Musi anh nghĩ rằng là các đội của anh có thể gọi là chọc stun hack được và là giữ cho mạng sống của gọi anh là cái gì nhỉ? Gọi là đặt niềm tin quá lớn vào Inflame, đặt quá nhiều gọi là khả năng, đặt quá nhiều niềm tin vào khả năng stun cũng như hack của Inflame, đặt vào cái cơ tay của Inflame. Bởi vì hiện tại nếu mà ông nhìn đội hình hai bên thì bên phía của LV họ không có một gọi là một hero có cái gọi là hồi máu trong đồng đội cả. Hiện tại thì chỉ có Lick là có anh lên được cho mình một cái Urn of Shadow. Nếu tôi nhớ không nhầm là Lick đã mua được cái Urn of Shadow dành cho mình. Cái Mekhan thì còn chưa có cho team luôn, không có một ai lên cái Mekhan hoặc là bất cứ một cái thành phần nào cả. Ồ, vãi. Con Rosa, con Baby Rosa đẹp vãi trưởng à.
Đây là cái hiệu ứng phần lên phần lùng thì bấm BB rồi. Tuck of flame. Rồi, bye bye. Em là người lấy bảng điểm số đứt một mạng. Bác bỏ bạn luôn. Sau đấy là Dazzle cũng kiểu không quan tâm lắm. Anh cứ lấy về. Chia tay. Chúng ta chia tay tại đây. Nhưng mà vừa rồi thì thanh niên ăn được mạng là ở đây đang phong rồi. Cơm và Illidan ôi Illidan ơi, anh hết hồi sinh rồi. Illidan ơi, Illidan ơi, anh hết hồi sinh rồi. Anh nhớ như vậy bấm bấm bất tử ra lốc ta rồi lên, nhưng mà ta rồi kịp thời bấm bất tử tele về. Tele về được hay không này? Vậy tele về nhà được rồi. What? Bây giờ thì cả phó bốt đang quẩy thổi xong ô hai ô hết ulti được và ngay lên bảng rồi. Chết chặt chết chặt. Vậy là trong pha vừa rồi thì Ohio anh đã không kịp lock được con Dazzle lên, và Dazzle đã kịp thể bấm bất tử cho Illidan và anh đã sống sót về nhà được. Một pha gọi là hơi chậm tay một chút xíu đến từ Ohio. Và VP Pola họ tận dụng một cái lợi thế đó. NS của Decapo rất rất muốn hổ báo để giết được mạng của Lick, nhưng mà Lick đã về trụ rồi. 1-2 trong pha vừa rồi dành cho LV. Mình hỏi các bạn ở trên kênh stream trên kênh chat là các bạn xem có bị lag không? Lag giật thì không? Theo như mình check thì không hề có rope hay bất kỳ một cái gì cả. Radiant's mình không biết là cái chất lượng của talk hiện tại nó thế nào. Thì sao bị lag giật thì không? Nếu mà có thể là game sau mình sẽ giảm cái bitrate xuống. Ở đây thì thôi, nhìn thấy DDC thôi. Rồi bật cổng đi ra. Trên quả này thì sống làm sao? Đấm vào người ăn được mạng đó chính là Eden. Ông LV Gaming đang bị quấn vào lối chơi của bọn VP Pola rồi. Hiện tại thì bên VP Pola họ đang snowball hoàn toàn với việc là BB đang khỏe, đang cực kỳ khỏe. Chưa kể có NS và con Park nữa, hai hero cơ động. Ông bị quấn vào lối chơi rồi. Bây giờ là bên phía Line Gaming họ cần phải có những đồ gọi là có những core item hội. Những coi tầm hồi máu cho team và những item sống sót như Brunos, anh cần một cái BKB cực kỳ cần luôn. Theo tôi nghĩ thì cái Vladimir thì sau khi hết cái ulti là nhiều là gần như là BB chết chặt, con Brewmaster chết chặt. Thì theo tôi nghĩ là cái Vladimir theo tôi nghĩ thực sự là nên để sau, nên lên cái BKB trước thì hơn, tránh được là bị disable từ bên phía của VP Pola. Còn Weaver thì đúng là một sự chọn đúng đắn rồi, khi mà lên BKB trước và bây giờ anh sẽ có đam với việc là đang lên hướng tới cái đề xô rồi. Chỉ 400 nữa mà thôi. Đang có ping của con Roshan là chỉ còn độ khoảng vài giây nữa thôi là reborn. Vài giây thôi, vài tích tắc mà nó đã reborn. Vâng, 1000 life và Roshan đã sống lại. Ở đây có smoke ra và bắt Weaver chắc. À không, đây là smoke của bên phía team LV. Họ đang để cho thanh niên Giang bait. Weaver đang để cho bait. VP họ biết điều đấy. Họ biết được điều đấy. Ăn được chủ. Bây giờ nếu mà live combat thì họ hơi thiệt hơn. Họ hơi thiệt. Họ nên lùi về. Họ cần những đồ gọi là cứu nhau được. Thực sự là như thế. Bởi vì bây giờ Dazzle đã có được cái Mekhan dành cho mình rồi. Mekhan Dazzle Mekhan thì khả năng bút máu này bạn. Tòm ở đây thì ăn Roshan đến từ bên phía team Hồ Lạc. Một mình Eden và solo với Roshan luôn. Team của bên team Pola họ đứng ngoài để có thể back up được cho Eden. Không quan tâm. Illidan sắp hết mana rồi. Nếu mà họ để ý được điều đấy thì họ có thể xông vào được. BB hết mana không phải gọi là một. BB hết mana thì họ sẽ không sợ lắm. Bên phía của LV họ không dám vào. Họ không muốn mạo hiểm. YOLO hay không đây? Mushi đi vào. Đâu đi? Tôi à? Vâng, có vừa rồi là cứu bật BKB
bật BKB lên của DKFoBot, nhưng giờ đằng sau thì Lick thả được Cody rồi. Mình vừa nghe thấy tiếng của thanh niên Lion Finger, nhưng vẫn thanh niên Eden vẫn còn cho mình khá là ít máu, bị lốc lên, bấm cả tích lên, liệu có sống làm sao đây. Damani cho thanh niên Giang ở đây thì tiếp tục dí theo Đăng Dô, con này cũng chết rồi. Tiếp tục dí theo Ủi Dùng Sòng, còn lại chạy làm sao, chạy đi đâu, kể cả bấm stick vũ bất tử nhưng không có TP. Thôi, đứng chờ trên rồi, đứng chờ trên đến từ phía thanh niên Demon, và đó là Team White đến từ bên phía Team LV. Hay, Lion và Brewmaster hay, disable được con Puck, khóa chặt Puck luôn, Puck chết chặt trong mà rồi, không làm gì được, cực kỳ hay. Bắt trong vòng vừa rồi của thanh niên Mark đã bị hack stun luôn và chết chặt, mặc dù đã đẩy orb ra nhưng mà vẫn không kịp. Như tôi đã nói trước đấy thì con BB, việc là nó không có cái đủ mana thì coi như là nó chỉ gọi là một cỗ xe tăng mà không, kiểu là một cỗ xe tăng mà không có cái không đủ xăng để đi thôi. Quá ít mana trong vòng vừa rồi đến từ của BB. Wow, Yang chảy cối bắn nha. Bắn xong rồi, Tsukuchi chạy đi mà thôi. Có mở đất ra, bấm BB, né stun. Nên nhớ rằng đó là Yang còn cho mình được cái time lapse nữa. Không có đủ, họ cần một cái game, nếu muốn bắt được Yang thì họ cần game mà một đất. Bây giờ Silent, time lapse lại đi được rồi. Nhưng mà ở đây có một Sentry, ăn Invi liệu có chạy hay không đây. Tiếp tục slow, họ có đất hay không? Họ còn đất hay không, nhưng mà ở đây họ có cái nhổ gai đi, tiếp tục nào. Được rồi, gọi là nhổ gai và điều đàn từ bên phía của VP Polar là đủ. Megakin đã bị ăn bởi Night Stalker. Bật cái file recap lên, nhìn thấy cái số skill mà họ bên phía team Polar họ điều vào con để giết, họ dùng để giết Weaver. 3.000 đam. Vãi trưởng. Một pha mở smoke luôn. Nhưng mà lượng network bây giờ thì lại thuộc về Live với mình, với 3.000 network chênh lệch và kinh nghiệm là mốc 4.000. Hiện tại thì network của Weaver và BB gần như bằng nhau, không hơn nhau quá nhiều, chỉ có 100. Và hai vị trí thứ 3, thứ 4 cũng vậy, khi mà Brewmaster và Zerg đều có cho mình được cái 10.000 network. Vậy là Brewmaster của Ohio anh quyết định là không lên BKB mà sẽ quyết định là lên theo kiểu cái đường là đứng ra hứng đạn luôn cho team, với việc là sẽ lên cái A sao, giáp xương AC dành cho mình. Trong khi đó trên top thì chủ đã ăn bởi Zerg và đồng đội của mình, đó là Creep. Và có vẻ như là Mushi anh sẽ hướng tới cho mình một cái Bloodstone rồi. Và có đó có thể gọi là giảm thời gian chết và lượng tiền mình mất đi khi mà chết. Và Mushi vẫn còn cầm cho mình trong người cái hồi sinh. Hồi sinh còn 2 phút nữa. Bây giờ theo tôi nghĩ thì Mushi sẽ để cho Inflame farm và có được cái Blink. Nhưng mà ở đây con Night Stalker đi ra rồi. Chạy về thôi, đi về ngay khẩn trương, bấm BKB. Thôi, giải tán. Cơ hội giải tán, tele về luôn. Inflame, what? Inflame bấm tele sắp cancel. Và NS cũng quyết định là đi về khi mà anh đã hết hiệu ứng BKB rồi. Phát hiện ra rằng thấy việc mà đấm tay vào thanh niên Mushi mất quá ít máu. Khi mà hết BKB, Mushi hoàn toàn có thể quay ngược và quẩy. Đi về là gọi là quyết định cực kỳ sáng suốt. Lion có cho mình cái Blink rồi. À, pha cướp hồi sinh của Mushi mình có nhìn thấy, nhưng mà mình tưởng là Gao biết rồi. À không, quả đang mải nhìn thằng này. Quả ấy, kiểu combat chả biết thằng nào đọc, thằng nào không cuống. Ông thôi, từ lần sau thì ông cứ đọc đi, tôi xem start rồi, tôi thống kê một số cái thôi. Vậy là Mushi sẽ lên cho mình cái Scepter, quyết định là lên Scepter trước để deal dam ra và kiểu là giết được hai support, còn Dazzle trước, cái việc Dazzle có cái bất tử khá và có thể câu kéo thời gian cho con Bristleback BB. Còn trong cái đó ở dưới bot và bắn gọi là Harass máu sẽ đi về. BB có cho mình cái Vanguard cũng như hai cặp 7, phải lên cho mình một cái item gì nhỉ? Theo tôi nghĩ thì BB có thể, à không, BB bây giờ sửa chọn một theo tôi nghĩ là Pi hoặc là có thể lên Hurt, một trong hai tầm đấy. Nhưng wow, vậy là lên Basher luôn. Illidan lên kiểu đường chiến rồi, lên Basher.
Thì bây giờ nếu mà không có y đam địa đam vào thì còn ai đam? Khi mà bên phía thanh niên, khi mà Decaphobos quyết định lên cho mình một cái plate mail, vậy là Decaphobos sẽ làm tăng cờ để cho y đừng điều đam rồi. Vậy là FN lên pipe khi mà anh đã có những thành phần của cái pie rồi. Gậy lốc dành cho Mark để tránh việc là bị focus và việc là có thể lốc tự lốc mình lên sau phase ship đầy off đi và dùng blink của mình. Còn Inflame bây giờ đã có cái blink dành cho mình có thể cơ động và hỗ trợ cùng với Brewmaster khi Brew vừa blink lên giảm slow thì line blink lên giảm stun, chọc stun và hack luôn. Finger of Death tung ra. Lion đi vào khu Zosa và nhặt được một cái TP phi. Một cái TP free của Eden. Illidan 2k2 máu. Thôi rồi, 4 người ở đây. Slow nhưng mà cần, họ cần Lion, họ cần Lion bấm BB. Thôi rồi DDC ơi, bây giờ thì anh sẽ là người chết ngược chứ không phải là BB chết ngược. Rớt ulti ra, thấy được đội hình rồi. Thấy được toàn bộ đội hình đến từ bên phía của LV Gaming. Thấy một cái level của NS và lập tức bên phía của Line game mình đi về. Rất đập xét ra và phá mắt. Ai ra nữa? Louis Vuitton. Búp bất tử luôn là đến từ phía Weaver. Bây giờ tiếp tục dí theo chăng? Ở đây thì Decaphobos có cho mình cái rune hết một stun. Bây giờ thì phải. Ui giời, Decaphobos nằm ngay tại chỗ. Bây giờ thì O2 đi ra một quả ulti đang focus và Demon, trong khi đó ở đây lốc được Mushi lên bảng người ăn được mạng. Đó là thanh niên Eden sẽ tiếp tục dí theo Eden đến từ phía Giang cũng như là Ohio. Ở đây lốc được MNG lên, đang focus với MNG sẽ chết tên này. Park bị lốc lên rồi, nhưng mà nhiều khả năng thì Park sẽ không chết. Nhiều khả năng thì Park sẽ chết, có thả bộ ra sẽ đuổi chúng Park để đẩy hoặc Faceit đẩy hoặc và chạy đi, nhưng Giang đang Tsukuchi đuổi theo bắn, tự lốc mình lên đứng đây để cho tiếp tục có Faceit. Liệu có bắt được Park Mark hay không? Tiếp tục đang cố chạy, có búp bất tử ra đến từ phía thanh niên đang rồ sẽ là sống để bắt được con Park. Khi mà con Park nó có cho mình cái gậy lốc cũng như là cái blink phải gọi là cực kỳ khó. Hay, và đấy phải gọi là cực kỳ hay từ của Mark luôn. Và Dazo với bất tử vừa rồi rất nhanh tay, cực kỳ nhanh tay. Well play Mark trong phòng vừa rồi. Brewmaster lập tức anh mua cái game luôn, mua cái game để phá mắt và tránh việc bị nhìn thấy. Nhưng mà Weaver đã lên cho mình cái Monkey King 3 MKB. Có lẽ là lên cái MKB để đề phòng trường hợp đó là bên phía của VP Pola họ có thể lên cái Heaven Hammer quả đánh tay anh. Và cái làm sao khả năng bị đánh mid đi, làm cho hết đánh mid đi. Bây giờ BB còn cho mình hai slot đồ nữa, sẽ là một slot bán cái stick đi và một slot khi mà bán cái Vanguard. Thì cái slot này dành cho Van theo tôi đoán là sẽ lên cái hớt thôi. Còn giáp cuối, còn cái slot cuối cùng của Mind Stick thì tôi đoán là sẽ lên cái Sinva giáp băng. Tôi nghĩ bây giờ cái item gần nhất của thanh niên Eden sẽ là một cái bát 2. Chọc thẳng vào đầu Weaver, Focus núp đam chết luôn rồi Weaver. Khi mà Weaver chết thì bên phía team LV họ hoàn toàn không có người điều đam. Nhưng mà nếu mà Weaver chưa đủ tiền buyback nhỉ? Bởi vì nếu Weaver có đủ tiền thì Weaver có thể buyback ra sau time lapse ngược lại luôn. Và quay ngược trở lại với full bình máu, full mana. Và quẩy, bây giờ Nightshot có ulti. Thôi xong đi DC. Tùng ulti, Cái tội đi chậm là chết. Ở đây tiếp tục có dí theo Inflame, bật BKB. Tiếp tục có đuổi theo, một stun nhưng mà stun vào 2 trong BKB thì có tác dụng. Ulti ra của dân, Bill cũng đã là vào bật ulti, đang focus. Lick đâu rồi, lick lên bảng rồi làm sao mà thả ulti để đang focus vào Decaphobos. Weaver bắn cực kỳ đau, Decaphobos gần chết. Trong khi đó đằng sau thì Park đang quẩy, một stun vào Giang và Giang cũng lên bảng. Sẽ tiếp tục có focus vào thanh niên rớt ở đây. Một tình huống trở lực, thôi xong, không có rin qua, không có rin. Một tình huống swap, cancel TP hay đến từ game nào rồi, thôi xong. Vợ dân cũng lên bảng và chỉ cổ kill cho Mark. Sáu nghìn sáu trăm kinh nghiệm và 2600 tiền cho VP Pola và ăn được mạng vừa rồi. 4 mạng nằm xuống, họ không mất ai cả. Trong pha vừa rồi thì Lick đã bị bắt lẻ trước đó và Lick không kịp tung ulti, sau đó tiếp tục là mạng của Lion. Hai support của họ chết quá nhanh chóng, không tung là một
hai thanh niên điều đam vật à hai thanh niên điều đam magic chủ của mất hai Lion trong pha có đam luôn. Lion trong pha vừa rồi thì đúng kiểu là không biết làm gì luôn, bấm bên kia hai cái BKB đuổi theo thì đúng là chịu chết chắc rồi, không biết làm gì luôn. Bây giờ ăn con vô san quái trọng mới được bên phía của Bipipola. BB cầm hồi sinh và Cheese được cầm bởi Night Stalker. FNG đã có cái hút rồi. À mà giáp. Con bác xã ông đọc rồi nha. Tôi bắt đầu có dấu hiệu là chuẩn bị ganh này. Ok. Bát 2 rồi. Gọi là lên bát 2 trước. Inflame đang trốn trong rừng. Không trốn thì ra nó đập chết ngay. Hiện là cái nó vả như bố vả con luôn. Bây giờ Weaver anh cần farm tiền máy bay, cần phải cẩn thận, cần phải chơi rất cẩn thận trong pha này từ bên phía của Weaver, bởi vì nếu Weaver chết thì có lẽ là sẽ là một rush dành cho bên phía của Bipola. Tỷ số giờ là 22 đều, network thì lại tụt về và nghiêng về bên phía của Bipola với 1000 network. Kinh nghiệm thì đang ở mức 5000 dành cho họ. Sau 37 phút hai đều, game này phải gọi là cực kỳ cân. Game này cho Musi cầm rớt không hay cho lắm, bởi vì trận này không có nhiều pha gọi là rớt hỗ trợ được nhiều cho đồng đội. Anh bị focus quá nhiều với việc là bị counter bởi cái BKB từ bên phía của Vipola. Anh không biết làm gì cả, gọi là tung skill ra để cũng trả chúng ai. Ăn xong trụ mid quá nhanh chóng từ bên phía của Vipola rồi. Không cản, không dám ra là ra đép luôn đến từ bên phía team LV. Rồi, ra bây giờ là chết. Chỉ đẹp trong rồi. Mark nghe chừng không quan tâm. Mark có cho mình được cái EG. Tiếp tục là đứng một đấm trụ luôn. Đứng đấm trụ luôn. Không phải ngại ngùng gì ở DK Forbot có cho mình chi. Cũng đấm trụ luôn. Đứng đấm trụ luôn. Radiant structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Lùi về, họ phải lùi về. Họ phải lùi về. Weaver đang ngoát Doto trên top rồi, ngờ bình trụ rồi. Weaver bây giờ có cho mình 2200 tiền thì đang giữ tiền buyback mà thôi. Eden từ hôm qua đánh game với cả thằng gì CDC lên đồng vãi trưởng à. Từ hôm qua lên đồng. Eden có bát 2 rồi, sẽ là một phát rồi chọc thẳng vào đầu của Weaver, focus chết Weaver. Trận này bên phía của Live Gaming họ phải núp chết được con Park và con Dazzle đầu tiên. Họ không nên focus vào đầu của con BB. Họ nếu mà họ focus vào đầu của BB thì coi như là tự bóp mình luôn. Đúng kiểu cầm dao chém đá. Bởi vì bên phía của Vipola họ có con Park, có cái Silent Aoe, Dream Coil và trước cái đó Dazzle có bất tử câu kéo thời gian được cho cả team nữa. Thì họ nên focus vào hai đó nhiều hơn. Họ nên để con BB và con Night Stalker ở lại. Con Night Stalker thì theo tôi đánh giá, theo quan điểm cá nhân của tôi thôi, thì con Night Stalker nó không có lượng đam lớn. Trong tan hút mana, Blink nhìn té chạy luôn. Không biết làm gì cả. Được trụ, một trụ lên phía team. Bồ la rồi. Vừa lên dậm slow xong té, trong tan, line ulti không được khi mà đặt. Khi phải bấm pipe N của FNG. Một rack nhà Rain đã xong, bây giờ tiếp tục sẽ là nhà rack melee. Nhưng mà bây giờ nên nói rằng đó là cái hồi sinh. Bây giờ Eden còn một cái hồi sinh cho mình. Theo tôi nghĩ thì họ sẽ lùi về. Mark lên bệnh xanh, Mark lên Scepter. Scepter cho Park. Wow. Nó sẽ là 600 dam khi break. Và khi ông kiểu là break cái
Và cái Dream Core này thì nó sẽ xuyên BKB luôn. Tức là đam, đam đứng thẳng, kể cả BKB thì cũng bị cái hiệu ứng. Có nghĩa là chỉ có hiệu ứng stun thôi. Đúng rồi, lock down rồi lên, focus vào người khác. Đúng rồi, chuẩn bài rồi, đến từ bên phía của Lion mình ven lên bảng đầu tiên. Nhưng trong phần đó đây, Lick thảo gì ạ, đập, đập, ping pong, đập. Nhưng ở đây có một BKB đến từ của Idan, dí thẳng đầu của EDC. EDC đã hoàn thành xong nhiệm vụ đánh chết được rồi. Trong đó tiếp tục đang focus đầu của Mushi. Mushi lên bảng này, số top 1 kêu dành cho Idan. Nhưng mà ở đây thì Yang, Yang vẫn còn sống, Full Master cũng vậy. BB đã hết hồi sinh rồi. Vậy là 2-1 trong phần đến từ bên phía của Lion Game, đến từ bên phía Vipola. Ông phải đối hai. Kết quả vừa rồi là quả cực kỳ có tính toán của Eden khi mà anh biết rằng là cái EG sắp hết. Lao lên fit luôn. Quay lại và lợi hại hơn xưa. Có lẽ là GG từ bên phía của Vipola trong người mẫu đầu tiên rồi. Trận đấu hơi khó rồi. Rồi một pha hack silent inflame lên bảng điểm số, một hit nữa tiếp tục đang bắn đầu của Idan. Idan đã lên bảng điểm số rồi, 86 giây. Bây giờ Weaver đang dí thẳng đầu của Demon, bắn chết Demon trước đã. Demon đã lên bảng điểm số tiếp tục đấy, đắp cục kêu để cho Yang. Bây giờ có đuổi vào DK Phobos hay không? Vậy không đuổi rồi, họ sẽ nhả. Trong khi đó ở đây Park một pha bắn nhưng mà kịp thời Mark đã kịp thời bấm Blink đi và tay lên về nhà an toàn. 4.900 kinh nghiệm và 1.500 tiền cho Lion Gaming. Họ mất đi mạng của Lion, họ đổi lại được hai mạng của Dazzle và của Crystal Bach. Cũng là lãi cho họ nhưng mà trước đó thì họ đã bị mất cái trụ ở trên top rồi. Bây giờ theo tôi nghĩ thực sự Lion Gaming họ muốn thắng game đấu này thì chỉ có một trò duy nhất mà tôi đang nghĩ đến, đó là Split Foot. Câu họ sẽ giả vờ câu combat và để cho Yang có thể bắn được trụ. Với cái đam tay đến từ phía Giang thì hoàn toàn có thể gọi là lẩu xong được một cái trụ nhanh rồi. Hoặc là nếu muốn gọi là win được combat từ bên phía của LV thì theo tôi nghĩ là Brewmaster phải lock được con BB lên, lock được BB hoặc là lock được con Dazzle lên, lock được một trong hai con đó và focus lại những cái còn lại như kiểu là con Puck, con Night Stalker, cô lập được con BB ra khỏi combat. Nhưng mà nên nhớ thì còn Park cực kỳ khó bắt luôn. Từ nãy giờ chưa thấy Mark chết một turn nào luôn. Mấy combat rồi, mấy combat gần nhất là chưa Mark chưa chết turn nào. Theo tôi nghĩ thì khả năng bắt được con Park phụ thuộc cực kỳ nhiều vào inflame. Nếu mà inflame có thể chọc stun và hack hoặc là disable hoàn toàn được Park sẽ chết chỉ trong vòng khoảng tầm 2 giây thôi. Lúc đang đến từ bên phía của LV là cực kỳ khủng bố. Với việc là Weaver có đề sổ ulti của Lion và ulti của Zerg nữa, chưa kể đấy là trượng xanh của Zerg. Thì Puck chỉ cần gọi là inflame có thể pha tỏa sáng disable được Puck hoàn toàn thì Puck là coi như chết chặt. Và nhưng mà Puck, theo tôi, Puck không còn buyback. BB đã có hớt rồi, không hay chút nào. Combat này phải lùi về từ bên phía của LV, họ cần lùi về Dream Coil rồi. BKB lên Zerg nhưng mà trong khi đó đây bắn solo luôn, solo quẩy. Nhưng mà đây thì Weaver lên bảng điểm số và 86 giây không có buyback ra, đẩy off. Họ đang dí vào Lion, Night Stalker không được, Lion sẽ lên bảng điểm số tiếp theo mà thôi. Một pha gọi là ping pong nhưng Park đã Blink lên đồi rồi. Brewmaster đang còn cái con phân thân nhưng mà Brewing của anh sắp hết hiệu ứng rồi, còn một giây nữa mà thôi. Bye bye Ohio, Blink đi. Đang chạy, có liệu anh có chạy hay không này khi mà anh không còn tele cho mình. Và anh đang cầm game nữa, còn BKB. Vậy là vứt game bấm BKB xong quẩy luôn để làm gì. Một pha swap đến từ của FNG, thôi quả này chết chặt rồi, đi bộ về nhà ư. Đấy là điều không tưởng. Trong mơ cũng không thể làm được như thế. Và mạng này cho đa rồi. Đúng kiểu Mission Impossible. Nhiệm vụ bất khả thi. Trong phần vừa rồi thì Weaver đã gọi là muốn pha hổ báo. Nhưng mà với việc là BB có bát 2, không có tâm lắm. Bát 2 thẳng đầu luôn. Đập. Nói là solo kill một lúc. Hai thằng đấm nhau bom một lúc. Xong bắt đầu mới là cắm bát 2 vào đầu của thanh đến từ phía thanh niên Eden. Ngay tức là Weaver lên bảng mà không kịp dùng cái tham lam. Khóc tiếng mán. Trong khi đó thì rớt của Mushi trận này thì anh em bị rep. Đi rep người khác nhiều, bây giờ bắt đầu bị rep lại. Ở đây thì sẽ là bắt vào Demon. Có Blink ra đến từ phía rớt, có lốc được lên không? Một giật, thôi, có giật. Chặt còn nhất thiết ở lại ngoài anh đưa ý đi ra bật cơ về đang focus vào inflame không cắm thẳng bát hai vào tát vào thanh niên inflame lên bảng. Regeneration. Kèo đâu quá khó rồi. NS bắt đầu có đàm.
với việc đã có cái giáp xương của bố bát thì bây giờ đam của nó hết là khá là to rồi. Lượng chán thua đâu, cái đam cái thời điểm này nó chỉ có hơn 200 thì chưa thua, phải đi đam của đi lên đam 400 nhờ. Yang, Yang đạp 400, Roshan được cầm và Night Stalker sẽ cầm hồi sinh. BB không, BB đã full slot rồi. Theo tôi nghĩ thì bây giờ BB nên vứt cái Vanguard đi. Vanguard thời điểm phút thứ 50 là gần như không, gọi là không tác dụng quá nhiều rồi. Nên bán Vanguard đi và đi mua đồ mới thôi. Mua một cái MKB chẳng hạn, mua thêm đồ đam. Mình nghĩ như vậy. Rồi, hoặc nếu mà sân chơi có thể cứng rồi. Đi vai luôn. Lên Sinva đấy. Sinva. Sinva mà ăn chơi à? Sinva. Sinva đánh chắc bài, ăn chơi là phải lên Divi. Phải chắc bài game này. Bây giờ bên phía của LV Gaming họ toàn kiểu là bị vào thế cô lập rồi, với việc là con mắt của họ cắm ra được nhưng mà việc là ulti của NS nó giảm lượng sai quá nhiều. Ông nhìn cảm tưởng cái cắm mắt này ra đúng kiểu là một cái kiểu hero đang đứng im và nhìn. Lượng sai quá bé. Không được cung cấp quá nhiều. Cái ulti của con NH này được vào boom cũng phải gọi là trời ơi. Không chút nào, nhưng mà đa rồi lại anh mua cho mình một cái gốt để tránh việc là bị con Weaver focus và có thể bấm bất tử cho team được. Một item khá là hay từ một sự chọn sáng suốt từ của Demon rồi. Và trong trận đấu này thì Demon anh đã hoàn thành được cái nhiệm vụ được đề ra, đấy chính là bất tử được cho Illidan và đồng đội của mình, cứu sống được trong combat. Bây giờ ăn chung cái bên phía của Vipipola và Lai Gaming, một pha bling chọc tăn. Weaver thả bỏ ra BKB bật lên từ cả hai team. Weaver Tsukuchi chạy đi, bây giờ Full Master Blade phân thân ra Blitz thả ulti đập báo ping pong, FNG lên bàn đánh số với Lai ulti. FNG đã chết nhưng mà đấy là anh đã dùng cái ulti của mình. Bây giờ lock của Idan đã hết lock rồi. What? Yang bắn nhà kìa. Đi về nhanh khẩn trương còn kịp đẩy off ra. Bây giờ không có BKB, không có tham lắm. Quả này thì chết chắc rồi Yang ơi. Ta thử thấy được rằng là thanh niên Weaver yếu máu đến cái mức nào khi mà chỉ cần một con Park hoàn toàn không có đam tay và dùng cái Illusory cũng như là quả nổ của mình, quả Silence của mình thôi là có thể giết được cái mạng của Weaver. Không có máu khi mà Weaver của Giang lên toàn bộ toàn là đồ đam hết. Bây giờ có và smoke của đây NS, nhưng mà NS có cả cheese, có cả hồi sinh và chưa kể có một con mắt rồi, thấy được inflame lại không có sai. Blink té chạy rồi, vậy là quyết định Blink thì té chạy, một quyết định là chuẩn bài. Nếu mà có đấy Blink lên đuổi theo là bye bye luôn, lên trầu. Payment từ bên phía của buyback này, quả này Weaver phải buyback ra, không buyback là sẽ GG luôn 100%. Một rack rồi, nếu mà Weaver không buyback ra thì sẽ là một rack. 18. Đóng nắp trụ từ bên phía của team LV cầu kéo thời gian, nhưng mà Idan nó kiểu không quan tâm lắm. Các chú cứ thoải mái spam, anh đập nhà nó trong tan bờ lên dậm slow. Đề cập một pha swap đến từ của FNG cứu đồng đội và bấm bất tử ra đến từ của Demon để tránh việc ulti của rất để kết liễu. Mushi bờ lên ra cũng gọi là hiến mạng, hiến máu nhân đạo. Và anh lên bảng điểm số luôn, một pha bờ lên khó hiểu ra đến từ của Mushi. Bây giờ lock được quen lên, trong khi đó thì Night Stalker lên bảng điểm số nhưng mà đấy chỉ cái mạng hồi sinh mà thôi. Trong khi đó ở đây Mark được có bất tử rồi, tự lock mình lên. Đề cặp hộp bốc quay trở lại, bấm BKB vào cuối. Bây giờ dí vào inflame đầu tiên, dí vào inflame không thể dùng ulti của mình. Double kill cho VP Pola Illidan. Lock mình lên đến từ của Zerg. Blink thì té chạy, trong khi đó ở đây thì Weaver đã chết rồi. GG vào play, trận đấu kết thúc mà thôi. Ping pong đập ra nhưng mà để làm gì, không để làm gì cả. Double kill dành cho Mark, nhưng Mark cũng đã lên đoàn đánh số với đập xét ra của Zerg. Đã là tan nát nhà cửa rồi, đã là một rack, trong khi đó con NS trên top đang đập nhà và VP Pola họ đang dụ LV xuống bot cơ. Bài bách ra của Dazo tiếp tục. Mushi
Vậy là không, Mù Suy với sự hỗ trợ ra của Yang đã bắn chết được cái mạng của con Vue, tiếp tục Su Cung Chi chạy lên dí thẳng đầu của Yidan. Việc Yidan chỉ cần cho mình 300 máu, 400 máu bấm bê bát nhưng mà không được, double kill dành cho Yang Weaver. Mà trong khi đó trên top thì VP Polar họ đã hoàn thành được cái mục đích của họ, đó chính là dụ combat và để cho NS đập được cái nhà trên top Hyrax dành cho họ rồi. Đổi quá lãi, trận đấu gần như ngã ngũ hoàn toàn dành cho bên phía của VP Polar. Đuổi chứ phải nói quả cái sake cái bắt đầu khi mà bắt đầu combat ấy, cái quả mà rớt ulti ra búp swap cũng như búp bất tử cực kỳ nhanh đến từ phía hai support của bên phía team Polar, cứu được cái mạng của DK Forbot, quả phải nói là... Thì tôi đã bảo là trận này Demon chơi quá tròn vai của mình. Và trong tôi nghĩ thì trận này Musi gần như là anh không có nhiều chống, không thể hiện được gì. Với việc là bên phía của VP Polar họ bấm BKB thì gần như là Musi phế vật và họ lao vào họ dí thẳng Musi luôn. Và Musi chỉ biết gọi là đứng nhìn. Anh tự lóc mình lên và bây giờ anh đã có mua thêm một cái vệ gốt và Fox Star của là có thể phần trăm sống cao hơn. Cái classic Jimmy là như nào mà sao nãy thấy mấy ông ở trên kênh chat cũng spam mà mình không hiểu. Classic Jimmy là hồi trước, nhưng mà thôi, để xong kiếm đấu này thì tôi sẽ nói. Jimmy Kappa. Bây giờ bên phía của La Gaming tôi chắc chắn rằng họ đang trong thế tuyệt vọng rồi. Họ đang pê nhà trong thế tuyệt vọng và bây giờ sẽ là YOLO Put thôi. Thua combat này sẽ là GG đến từ họ mà thôi. Khi mà bây giờ bên phía không có buyback nào cả, họ sẽ GG chắc chắn rồi. YOLO tuyệt vọng. Có nghĩa là bây giờ nếu win con... Bây giờ chiến thuật của họ sẽ là bắn nhà, bắn trụ này xong dí thẳng một cái trụ cuối luôn. Và đấy là trong mơ đấy là họ bắn chết được tất cả hero một pha swap ngược lại luôn. Thôi rồi, hay rồi, bấm BKB thăng lát ngồi trở lại phun bình máu. Bây giờ Lick thả ulti ra bấm bất tử và FNG vẫn chưa chết trước con đó. Ở đây thì Ohio anh vẫn chưa phân thân của mình, bắt hai dí thẳng đầu của Ohio. Bây giờ hết BKB rồi, Ohio phân thân ra. Trong khi đó thì DK Football bị đề số bắn thẳng vào người, nhưng mà lượng máu của Weaver còn quá thấp, ném vạch ra vào đầu nhưng đã bấm chi đến lưng của NS, lốc được FNG lên. Con gấu lửa đã mất và bây giờ họ hết đam rồi, lùi về mà thôi. Họ cần phải lùi về trong pha này, nếu không là họ sẽ bị nát combat và GG ở đây. Họ nên lùi về, họ vẫn có khả năng sống, họ vẫn có khả năng gọi là win được. Nhưng mà nếu mà họ chạy được về bây giờ, vậy là YOLO rồi. Live Gaming Yang đang muốn YOLO. Một pha chọc stun được hai thành viên, bắn chết được Vue rồi, tiếp tục sẽ là win. Không, Dazzle kịp thời bấm bất tử rồi, hãy được Illidan blink đi. Trong khi đó ở đây Illidan còn phun bình máu, phun bình máu còn Park còn một cho mình 1/3 bình máu. Park của Mark kịp thời blink đi, nhưng mà Yang đã bắn chết được Park rồi, time lapse ngược lại, nhưng mà lượng máu của Yang là còn quá ít, 31 máu. Foxstar chạy đi, vậy DDC sẽ hy sinh tính mạng của mình và Lion cũng như vậy. Tiếp tục sẽ là Musi tự lóc mình lên, không để làm gì hay không đây. Blink đi, anh đang blink và chạy, liệu anh có chạy hay không đây. Illidan đuổi theo, vậy là NS đã hóa ulti và đuổi theo rồi. Vang Musi đang đứng núp lùm, anh đang thể hiện trình độ là đứng lộ. Quả đến lộ không lộ, vậy là họ không biết được Musi. Nhưng mà Musi anh, nhưng mà Musi không có tê lê. Bây giờ Musi đang đứng cầu chúa. Musi đang cầu chúa. Cái trụ sập rồi. Chỉ biết đứng nhìn cái trụ sập thôi. Có ulti đến từ phía thanh niên Musi. Có cơn của Demon. Ulti của Zeus dí thẳng đầu của Demon, nhưng mà Demon con bất tử. Demon đã bấm bất tử cho bản thân rồi. Bây giờ cho uống rượu Demon bấm tê lê về. Trong khi đó thì Weaver đang focus thẳng đầu của con NS. Weaver đang bắn hai bắn tê sô, Crit, MKB bắn. Có crit hay không? Một crit đi anh ơi, crit không phải là không có crit rồi. Trong khi đó thì rớt ở dưới bot, anh đã giết được mạng của Dazzle với sự hỗ trợ ra từ của thanh niên Brewmaster. 34-36 nhưng mà hiện tại cái base của LV thì nát như cái sân bay rồi. Bây giờ thì chỉ cần nốt cái rang ở barrack này đến từ phía team Polar thôi là coi như là hoàn thành cái sân bay của LV. Sân bay mang thương hiệu Louis Vuitton. Gheo, ông đảm nhiệm nốt đi. Thôi đi giải quyết nỗi buồn ạ. Vãi cả cơ, tôi cũng đang rất là buồn. Đi cua ti, ui dồi ôi. Từ cua ti có nhất thiết phải gấp vậy không?
phải chăng là bên phía team LV họ muốn ăn con Rosa này chăng? Khi mà Park Mark đẩy Orc ra và nhìn thấy Inflame đang đi vào vị trí con Roshan rồi, bây giờ thì cả team Virtus Pro Bowler họ cũng đang đứng đây, một tiếng bling lên đồi để có thể nhìn bao quát được cả map đến từ bên phía thanh niên Lion. Nhưng để rồi làm gì, hack được thanh niên DK Pro Bowler rồi. Giang đang vẫn còn khá là thấp máu, đang focus một cái bát hai thẳng vào mồm của Giang. Có Fox Tappy, có một tình huống tham lam về ở đây thì Finger, mình nghe tiếng Finger nhưng chưa mai chết. Bây giờ đi thì giết được cái mạng của Giang rồi thôi, xong quả này thì bên phía team LV nát và Falcon và Musi bật cho mình cái gót lên. Nhưng để rồi thì sống làm sao được đây, Musi sẽ lên bảng tên này rồi kêu. Trong khi đó ở đằng sau Pola MNG đang solo kill với cả Ohio và Ohio cũng lên bảng double kill cho thanh niên Eden. Bây giờ đâu rồi, Lion một mình, Lion sống sót và GG well play đã được côn 1-0 cho bên phía team Pola. What the fuck, vừa vào thì team LV chết 4 người và gì? Well play. Nice. Trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc về bên phía của VP Polar. Musi trận này đánh quá tù. Không phải, thực ra là do cái bán pick thôi. Tại pick cho Musi còn dợt nó không có mấy tác dụng lắm. Tôi cảm giác như kiểu nó làm như mất cái khả năng rep của Musi. Musi game này mới chỉ có thể giết được 6 mạng, chết 7, acid 14, khá là thọt so với một con limit. Ừ, bạn vừa xem buổi stream và bình luận của PPU Studio. Ta cùng đợi trong ít phút nữa để đến với game đấu tiếp theo. Từ từ nhé.